Bluetooth của máy. Bluetooth là dễ nhất. Đúng rồi. Bluetooth nói lại máy. Không, Bluetooth nó không cấm. Đúng, đó máy luôn. Ngồi nhá, anh em ngồi nhá. Anh ngồi nhá. Ờ, em đâu ấy? Ờ, mẹ em gọi gì? Thôi không anh. Ờ. Bắn ngồi với anh nhá. Ê, này. Mà đây phải người ta mong có tay mà tay gì à? Qua đưa gió cho lớn, mà em này kia. Mà phải hút vào hút lên được không? Thoải mái. Anh em lên. Anh em lên. Sắp hết hai nick chưa tính tốc rồi. Ra khách nhanh à? Một. Mình chào tất cả anh em nhá. Mới thùng trương anh em lên. Đấy. Chào, ok, chào Thảo Vân nhá. Hello vợ yêu. Anh đâu? Nói anh đấy, đấy. Lại đi về. Đây rồi. Khánh ở chỗ nào? Cứ xem, mới đi. À, Khánh đang ở cái gì nhỉ? Cái qua đường chỉ tàu máy. Đúng rồi. Cái gì nhỉ? 40 Phường Hưng à? 40 Phường Hưng à? Dạ. Ở đây. 28 Phường Hưng. 28 Phường Hưng. Hà Nội. 28 Phú Hưng nhá. Đấy. 28 Phú Hưng nhưng không phải 28 Hà Đông. Phú Hưng. Anh bảo Phú Hưng thì em. Hà Đông là Phú Hưng nhỉ? Hà Nội. Chứ lại Hà Đông. Vâng. Vớ mồm. Chúng ta này là Hoàn Kiếm đúng không? Hoàn Kiếm. 28 Phú Hưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Đọc rõ nhá. Có luôn. Đấy. Này, chạy hút thuốc thoải mái, ăn uống thoải mái, đi vào thoải mái. Cái đi con mẹ của bọn TikTok. Mắt anh chết cụ mày đi giờ. Khóa hẳn của bố mà. TikTok quỳ xuống. TikTok láo thật. Láo thật. Em mẹ lích mí còn sập mấy lần. Chào Duy Mạnh nha, gọi chú Dũng ra là rách việc à. Em ơi bây giờ như này, anh chỉ nói em này. Vui rồi, vui rồi. Bọn chú Dũng thì vui, anh Dũng bây giờ vui rồi. Bọn anh có nói gì đâu mà anh Dũng anh chấp mặt làm gì. Bọn anh tưởng con là cháu. Anh Dũng chấp mặt gì cái chuyện đấy em nhỉ. Đúng không? Đấy. Anh chào Tuệ Linh nha, em đang ở đâu đây? Tuệ Linh Hà Tĩnh nha. Ừ. Ở đâu anh em đi xả chứ? Nào. Qua chú Dũng ra đấy. Cứ nói cái câu đấy mãi làm gì. Tách việc không sao, tách việc. Cùng nắm là bọn anh vào tò cùng với mình. Không đi vào TikTok à? TikTok khóa mõm mới hai nít rồi. Bị vi phạm. Một clip bị một tuần, một clip bị một ngày. Anh Ngọc mua cái áo đâu đẹp thế nhỉ? Áo đẹp đấy. Áo đẹp. Không, cái áo này thì không được ok. Áo đẹp đấy. Áo này áo đẹp. Áo này áo cái như này mới được. Cái áo từ triệu, nhưng áo Khánh được khoảng 30.000. Giống như 17.000 thôi. 17.000. Cái áo của anh Ngọc ấy là trị giá 1 triệu, thì áo Khánh của chỉ 30.000 thôi. Thôi em sẽ chấp nhận. Khánh bỏ 17.000 về. Khoa đang lên à? Lên luôn đi em ơi. Lên chút nóng nhá. Bọn anh muốn cái gì? Khoa. Khoa. Khoa quỳ xuống. Nên sao anh cứ đọc đến là phải biết được chưa? Hợp tác. Hắn về có bia anh. Ok anh à. Anh ơi, tôi chả mấy khi em lên đây, anh mời em mời anh ra anh đi nhá. Dạ vâng, em sức khỏe anh ạ. Vâng, anh ra nhá. Anh không muốn đá à? Khang Trương nóng luôn em. Khang Trương anh cũng nóng như anh. Anh ơi, sức khỏe anh ạ. Anh ơi, thế này mùa đông anh hóng luôn. Bọn anh là quá ok rồi. 292. Ở đâu đến em đến với à? Bọn anh đang ở nơi rất xa, em đến sao được? Bọn anh đang ở Moscow, Ukraine. Đấy, xong. Em đến được không? Mày gọi mẹ em luôn đi.
bố mới tiếp luôn. Mẹ nhà mày. Em đèo Khánh Linh Trung nữa. Anh chơi hát thì không. À. Đi giải tỏa không em ơi. Chịu nhiều. Em không chán anh rồi. Không, em không vui, em không được vui, em không được vui. Chạy ra tú ngựa nhá. Đang uống vui. Đang vui. Mặc áo bảo mày này. Khánh mặc áo này khoảng 4 hôm mới có thấy nhá. Khánh ơi. Em phải mua áo sao? Đây. Em phải mua áo cây. Áo này khoảng bao hôm thay anh em để ý xem. Thế về thì con cái gì đấy? Đã đi viện là đi tiêm da liễu về thôi con đàn bà đấy. Biết rồi. Anh ơi, với cái là đàn ông này, cháu mông đi tiêm mông này là thằng nó cứ đi. Tiêm mông. Anh ơi, tiêm mông gọi là cái gì? Đẹp quá. Anh Khánh về cho em. Chơi mạnh quá rách bà. Anh mang Khánh về cho em ở. Ok em. Em là không nhờ kim nào của nó nhiều nhiều quá. Tú ngựa, mang Khánh về cho anh. Sáng ơi cho anh ba bia. Ba bia em đừng lấy xe lên tí anh đi. Đi em chở đi. Ok em ra nhá. Anh bảo nói chuyện đó. Này, chỉ cái máu này. Không bị dương đồi cao thì bắn nó cằn quá. Chứ cái thứ ba là không ra được. Không rồi. Rách bao rách. Anh thương gì rồi, anh em cảm giác đâu em. Bùi Dũng Hiếu thế nào nhá. Ok em Hải Minh nhá. Thái hôm nào bảo Khánh anh đón ở Thái Nguyên nhé. À vâng, ok anh tỏ thân nhá anh trai, ok anh trai. Hôm nào em lên Thái Nguyên anh trai đón em nhá. Anh em mình ra trước nhá. Em mệt rồi anh trai ơi. Anh bao nhiêu lần? Vấn đề bảo em ăn thì còn lâu. Nhưng mà vấn đề là có đẹp. Em chào anh em cứu. Chào bạn nhà nhá. Bây giờ này, mình mới Khánh đối diện đối tác trên toàn diện em nói rồi. Kết nghĩa rồi. Đúng rồi. Anh em kết nghĩa. Đúng rồi. Mình không ép được sao. Bây giờ anh em mình là tình cảm nhất đấy. Đối tác chứng nhật toàn diện. Không ai nói xấu ai. Mà cứ này, thằng nào mà chỉ cần đánh một bên là sẽ xuống vũ khí hạt nhân. Em biết không? Không, vợ em còn lâu lên đến đây. Anh đây. Vợ em đây. Anh đây. Cấm gì? Mồm mình vừa bảo anh ấy. Em biết không? Em biết con này. Vừa bảo. Em biết nó. Anh ông khóc không phải. Không phải. Tôi đâu sập một tuần rồi em ơi. Không phải. Ta bảo con ca kia con này. Nhanh thế. Ok em Phạm Văn Sang nhá. Con này của anh à? Của anh đấy. Uống hết rồi. Anh xem. Cháu bảo ca đạp kia. Uống em. Anh còn yếu đấy em. Không. Em uống bia không khỏe thôi. Thằng YouTube còn dễ hơn nữa. Đúng rồi. Thằng YouTube là thoải mái. Bà đấy. Địt mẹ à, TikTok. TikTok. Quy Dương. Ok em đi nhá. Này mai làm video chửi địt mẹ TikTok ở trên TikTok luôn. Đúng. Này những cái thằng chửi TikTok nên tăng lên view. Toàn triệu view rồi. Địt mẹ mày. Các video phản động thì chúng mày không đánh sập. Video bố mày lịch sự đánh sập. Địt mẹ mày. Thôi quy xuống. Bên tay trái luôn em nhá. Có em. Em ơi, anh chở em này. Đã bọn anh đang ngồi giữa Thanh Nhi và Nhật thì bọn anh không hướng, em hiểu không? Mướng thì đâu em. Anh nghĩ không? Anh em quan điểm em cho này, em bọn em có thách thức ai cả, nhưng mà nói thật anh này. Đây ghè, cái đó cứ ghè. Em thật anh thế, còn bọn anh em quan điểm rõ ràng, các em đối đủ hộ các anh trai. Vui tư, anh em ấy, làm sao mướng cái gì đâu này. Đúng rồi, ok em. Thế nào này. Níu hết cả lưỡi rồi, ok bạn ơi. Địt mẹ mày, mẹ mõm bố mày gặp mày thờ. Nó có mắt mày. Đấy, cái này.
quỳ xuống đi, quỳ mẹ xuống đi. Được mẹ thằng Lưu Trần quỳ xuống mẹ mày. Đúng không? Mẹ mày. Tao tối anh Đỗ quỳ xuống mẹ mày. Cái này bạn nhầm quân ta nhá. Nè dân gọi nhỉ? Anh nhầm chứng quán à? Dân chứng quán. Không chuyện đâu, cảm ơn thôi. Em qua đi. Thấy ơi, thấy ơi, mày qua đây là sớm đi. Gái chàng mình. Đó. Mày chúng ta thiên. À, ok em trai nhá, Nguyễn Thắng. Anh cảm ơn. Ok ok em. Địt mẹ thằng Lưu Trần này ơi. Là quỳ mẹ xuống đi. Bố mẹ ơi. Đi cụ mày, bố mày đang ngồi này. Không, không sai đâu. Bây giờ nhá, ta thích bố mày quỳ xuống đây nên gặp bố mày luôn. 28 Phùng Hưng. Đến luôn. Bố mày quỳ luôn. Đứa mẹ thằng quỳ thằng chó. Đúng rồi em. Nguyễn Văn Diệu nhá, ok em. Thằng Lưu Trần đi mẹ mày đến đây gặp bố luôn. Nếu bố quỳ trước mặt mày, nếu mày đến mày gặp bố quỳ trước mặt mày, bố là con chó luôn. Cũng hai tám Phùng Hưng nhá, con chó này bố tiếp hết. Và anh Đỗ này, này bố mày này, này nhá, bố mà không quay các anh bố mày đâu đây anh bà tôi. Phạm Văn Sang ok em ra nhá. Ok ok em năm sao vàng. Đấy rồi. À, tới Blue đi ok em nhá. Bật rồi em ơi. Dưới con nhá. Ôi Thành Nam nhá, gọi luôn đi. Đến nhanh kịp. Phong Tây ok em trai. 66B Nguyễn Sách Phường Nam Tân Bình. Táo đỏ cái gì à, ờ em ok em trai ơi. Em ơi đâu mà mấy đây anh trai của anh đây vững đéo gì đâu em bịt mẹ vững buổi vâng anh trai của em thôi anh hùng ok em gần đây 28 Phùng Hưng nhá. Sói ơi, 1 triệu rồi. Con đưa cho anh 1 triệu. Ăn lắm thế. Thế thì sói ơi.
Anh ơi, thằng Trung Hiếu nó vào đây này. Nó không nói chào anh thôi. Ô. Nó đi ra mua ấy. Mày mẹ cái lần nó sạch ấy. Đi ra mua. Đây bà hỏi tất cả thằng thằng láo đấy, quỳ xuống. Bạn nhìn đến cận đâu. Đi mẹ mày thằng nào ấy, vừa bảo quỳ xuống. Tính tóc bố vừa, tính tóc bố cả bố mà sợ. Thấy không vui nó sợ đâu. Quỳ xuống. Mẹ trong này. TikTok này, nhưng mà xong nay nó báo cáo nó mới xong. Nó nhẹ hơn. Ừ. TikTok là thằng chó chết. Mẹ thằng chó chết nhất. Mẹ cho mày. Quỳ hết xuống. Mà không nói gì này. Ừ. Quỳ xuống. Để bảo là không, quỳ xuống rồi, quỳ xuống đấy. Quỳ xuống đâu phải tình dục đâu. Đấy, em ơi. Dạ. Ơ, dạ em đấy. Ở đấy. Bây giờ chưa à? Dạ, dạ, dạ. Quần áo em. Dạ. Ê, em làm trước nhá. À. Gì đây? Đàn đầu tiên bạn ơi à? Nếu mày có thằng là bạn thì mày lên đây với tao. Đi chậm chậm đấy nhá, vì mẹ an toàn. Khai lên trên đi, anh có biết đây. Em bị đá gãy chân, em không ngồi được. Mày, thằng này, quỳ xuống. Quỳ. Mày bị gãy chân anh. À đấy, em để, em ra để nó nhanh. Mẹ. Cứ từ từ thế em. Vâng. Ừ, bọn anh chân gãy với tay gãy rồi. Bọn anh bây giờ này toàn bắt anh hơn, biết được không? Ừ. Bọn anh đi đá mà. Ở đây, đây, mà anh. Đấy, thôi. À, đang gì? Đang chỗ nào à? Đang ở 28 Phùng Hưng. Cái chỗ này chọc ở đây. Bọn tao bây giờ đang đi. Em đến đâu rồi? 13 Lê Văn Ninh. Có đi bẻ mấy đâu. Mẹ mày tao đây quỳ xuống. Ô mẹ. Đuổi. Mấy khi tao lên được anh. Đang ở đâu thế? Đang ở Tokyo, thủ đô Hà Nội. Đang ở Tokyo, thủ đô Hà Nội. Thế thôi, biết thế thôi. Này. Đang cho bạn chúng cho mày cho bảo nhiều quỳ mẹ xuống. Quỳ xuống mới được hỏi. Nhưng mà câu quỳ xuống của em bây giờ hot trend rồi. Hot trend rồi. Em chào anh Hà nhá. Em chào anh trai. Em mà nói câu là VTV từ xuống là hot luôn. Bắt em chết luôn đấy. Mẹ nó túng luôn. Mẹ mày nó cho mày chưa đá. Đúng rồi. Không nó không túng luôn. Em ra đây Hà Nội. Vâng em đang ra Hà Nội anh ơi. Em đang đi cùng với anh Tuấn đấy chọc. Anh trai ạ. Thằng gì? Nguyễn. Tao nói với thằng Lưu Trần này. Cái đi mẹ mày luôn đấy. Bu quỳ mẹ mày xuống. Mẹ mày. Nhiều lúc bố mày nhịn cho mày, nhưng mày cứ lên cho mày được không? Chơi tính cho bố mày nhịn mày thôi. Sắp nay thôi. Có đi mẹ mày trên Facebook để đi cụ mày luôn. Quỳ xuống. Đi con mẹ mày. Dạ vâng anh trai đang đâu nhỉ? Anh Hà ơi! TikTok thì bố sợ chứ mày. TikTok bố sợ mày thật. Thật luôn, đi mẹ ở trên đây bố sợ cả. Lên phòng anh Ngọc anh ạ. Rồi. Anh ơi, cái này... Sống như thế này chứ. Cái ơi! Ơi, gì đấy? Thế? Rồi anh xin. Để hậu cần này. Ôi, điều mày quá. Không có gì đâu anh em. Đã tỏ quần áo này. Ừ, hôm nay anh em tưởng là ma túy. Này, từ trên có Khánh ơi. Ôi trời. Trên có, từ sống có. Từ một hôi qua đóng này. Và camera mất. Hai thằng mày quỳ xuống địt mẹ mày. Mày quỳ cái gì? Thầy Hiếu Trung này. Các bố mày lên đây vui với mẹ nó quỳ xuống. Hiếu Trung đâu? Địt mẹ nó là bầu gai mày quỳ xuống. Anh Hiếu ơi, anh bảo anh Thái rồi cho em ạ. Địt mẹ dã mà chết bây giờ đấy. Dã chết con mẹ.